Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em giải 25 câu cuối cùng trong cái ôn tập khóa học 10, trắc nghiệm từ câu 76 đến câu 100. Chúng ta cùng vào bài. Câu 76. Cấu hình E trong ở lớp ngồi cùng của các nguyên tố là NF2, NB5 liên kết với các nguyên tố này với nguyên tố hydro thuộc liên kết gì? Thì em biết NH2, NB5 này là một nhóm 7A. Vì nhóm 7A thường độ ẩm điện rất cao, nó mạnh. Vậy khi nó tiêu hydro thì độ ẩm điện của nó sẽ mạnh hơn hydro. Vậy chắc chắn nó sẽ là liên kết cộng hóa trị có cực. Đó là hồ sơ. Câu 77. Dãy phân tử nào dưới đây đều liên kết cộng hóa trị không phân cực? Thì các em lưu ý rằng các liên kết cộng hóa trị không phân cực là đơn chất và có cả trường hợp đặc biệt của khí CO2. Vậy chúng ta chọn câu A. Thì đây là gì? N2 cũng là đơn chất, CL2 đơn chất, H2 cũng đơn chất khí ha. Và CO2 là trường hợp rất là đặc biệt, nó cũng là gì? Liên kết cộng hóa trị không phân cực. Câu 78. Cho giá trị độ ẩm điện các nguyên tố lần lượt là như sau. Thì độ phân cực của các liên kết trong phân tử trên tăng dần theo thứ tự. Thì đây thầy đã tính độ ẩm điện của MgO là được 2,13, độ ẩm điện của K2S là bằng 1,76, độ ẩm điện của H2S là 0,38 và độ ẩm điện của hydro bằng 0. Thì cách tính độ ẩm điện là gì? Các em lấy nguyên tử có độ ẩm điện cao trừ cho nguyên tử có độ ẩm điện thấp. Ví dụ ở độ ẩm điện của MgO thì thấy độ ẩm điện của oxy thì trừ cho được độ ẩm điện của Mg. Vậy em nhìn vào bốn độ ẩm điện này em thấy là gì? MgO là lớn nhất. Vậy chúng ta xếp thứ tự là tăng dần như sau. Đó là từ H2 đến H2S, đến K2S rồi đến MgO, chúng ta chọn câu của dời. Ta xem câu 79. Sự hình thành liên kết của phân tử được biểu diễn bằng sơ đồ sao? Thì khi em nhìn vào sơ đồ, em sẽ thấy là gì? Ở đây X4S1 nó cho một E trong cho Y. Và Y này nó có 6 E trong lớp cùng. Thì khi mình viết lại cấu hình thì em biết là cấu hình của NE là 1S2, 2S2, 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 2S2. Ở đây cấu hình NE 3S2, 3S2, 3S1 thì thầy sẽ biểu diễn là từ gì? 1S2, 2S2, 2S2 là của NE. Thì ghép vô 3S2, 3S2, 3S1 thì cộng số Z này thì có là gì? Z bằng 19 thì chính là kali. Tương tự ở dưới thì thầy cũng tính được là 1S2, 2S2, 2S2, 3S2, 3S4. Vậy thì sẽ ra cái Z của Y chính là bằng 16, chính là lưu hình. Vậy công thức của mình sẽ là gì? Câu B, K2, 2S2. Câu 80. Trong các phân tử chất hoặc ion sao, phân tử nào có số hóa của N thấp nhất? Thì em biết số hóa của nitơ thấp nhất là số hóa âm. Thì đó là gì? Trừ 3 là số hóa thấp nhất. Vậy ở đây ta có NH3, em sẽ tính được số hóa là -3. NH4 1 cộng em tính là được là -3. Vậy chúng ta chọn câu C, A và D. Ta xem câu 81. Phân tử nào trong các chất sao có liên kết cộng hóa trị phân cực nhỏ nhất? Thì em biết là các nguyên tố có cộng hóa trị phân cực nhỏ nhất là độ ẩm điện, giá trị hiệu độ ẩm điện chúng là nhỏ nhất trong các chất trên. Thì em thấy là gì? Carbon, oxy, nitơ và phosphor. Thì ở đây là phosphor, em thấy nè, phosphor so với nitơ là trong dạng này độ ẩm điện phosphor là nhỏ nhất là 2,19. Vậy ở đây chúng ta chọn phân cực nhỏ nhất là phosphor đi dưới hydro là BH3. Câu 82. Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất? Thì em biết là clo có độ ẩm điện rất mạnh. Vậy ở đây độ ẩm cực mạnh nhất là HF. Câu 83. Câu 83. Cặp nguyên tử nào sau đây có độ hiệu độ ẩm điện lớn nhất? Thì tương tự giống như trên, HF vì do gì? Clo là nguyên tố có độ ẩm điện lớn nhất nên hiệu độ ẩm điện của HF cũng là lớn nhất. Câu 84. Phân tử nào sau đây chỉ có liên kết đơn? Thì em biết là gì? CH4 này nó có gì? Một carbon liên kết 4 hydro và mỗi hydro chỉ có hóa trị 1 nên có một liên kết. Vậy em nhìn vào cấu trúc này em thấy nó chỉ có toàn liên kết đơn. Vậy chúng ta chọn câu A. Câu 85. X nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 19 tức là Z bằng 19. Y có số hiệu nguyên tử bằng 16 tức là Z bằng 16. Công thức của hợp chất của hai nguyên tố trên là, thì đầu tiên đây là một 19 thì em viết ra nó sẽ là cấu hình của nhiêu? Là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S1.
thì ở đây nó sẽ cho được như thế, một e một ở dưới cấu hình của y là 1 2 2 2 2 6 3 2 3 4 thì nó có 6 e trong lớp cùng thì nó nhận 2 e, mà ở phía trên chỉ cho 1 e thôi, kali chỉ cho 1 e, vậy muốn cho đủ 2 e thì chúng ta phải có 2 kali, và sẽ cho 2 kali này sẽ cho 2 e cho 1 f, vậy chúng ta sẽ có là x 2 f, vậy có nghĩa là x 2 2 y, và liên kết chúng là liên kết ion, chúng ta chọn câu của A. Ta sẽ câu tiếp theo, câu 86. Điểm hóa trị của cái nguyên tố clo brom trong cái hợp chất với nguyên tố nhóm 1A là, thì thầy ví dụ điển hình là NaCl, thì em thấy là gì, Na có điểm hóa trị là cộng 1 thì clo nó sẽ có điểm hóa trị là trừ 1, và chúng ta chọn câu của C. Câu 87, trong hợp chất nguyên tử nào sau đây luôn có số hóa trừ 1, thì biết là clo là nguyên tố mạnh nhất, vậy khi đi với các phi kim khác hoặc đi với các kim loại khác nó luôn có số hóa là trừ 1. Số oxy hóa của các hợp chất clo trong cái hợp chất, số hóa của clo trong hợp chất là HCl, HClO, HClO2 và HClO3 lần lượt là, thì sau khi tính số oxy hóa thì chúng ta sẽ có lần lượt là gì, trừ 1 cộng 1 cộng 3 cộng 5, vậy chúng ta chọn câu của B. Câu 89, số hóa của lưu huỳnh trong H24MgS4 KES và S2 trừ lần lượt là, thì sau khi tính số hóa thì chúng ta sẽ có được là S là cộng 6, MgS4 thì S cũng là cộng 6, ở khi KS là -2 và -2. Vậy chúng ta chọn câu của dời. Câu 90, số oxy hóa của nitơ trong phân tử NH3, NO, NO2 lần lượt ra. Ta cũng tương tự, ta cũng tính. Thì chúng ta sẽ là gì? N trong NH3 -3 cộng 2 cộng cộng 4 để chọn câu của đời. Ta xem câu 91. Số hóa của nitơ trong ion NH4 cộng và NO3 một trừ, thì thầy ở đây thầy đã tính sẵn rồi, đây là gì, N đây là H4 một cộng là -3, NO3 một trừ là -5, thì chúng ta sẽ chọn câu A. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố học trừ nguyên tố phóng xạ, kim loại mạnh nhất và phi kim mạnh nhất lần lượt là, thì em biết kim loại mạnh nhất là CC, phi kim mạnh nhất là clo, thì mình chọn câu của đời. Câu 93, ở trạng thái cơ bản cái trong của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp M có 6 e, tỷ lệ tối giản giữa tổng số e trong trên S và tổng số E trong trên B trong X là, thì em biết là gì, cấu hình mà có 3 lớp và có 6 E trong lớp cuối cùng, tức là lớp thứ 3 có 6 E, cấu hình của chúng ta sẽ là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4. Vậy S này, E trong trên S sẽ tổng cộng là 6 E, E trong trên B sẽ tổng cộng là 10 E. Vậy tỷ lệ giữa 6 và 10 mình ta rút gọn lại thì còn 3 và 5. Câu 94, các ion sau Na cộng, SO42 trừ, NH4O2 trừ, NO3 trừ, Al3 cộng, thì ion đang tử là, thì ion đang tử là một ion chứa từ hai nguyên tử trở lên và nó mang điện tích âm hoặc dương. Thì ở đây chúng ta thấy là SO4 này, NO4 và NO3 là có hai loại nguyên tử trở, hai loại nguyên tố trở lên. Vậy chúng ta chọn đáp án là một C. Câu 95, liên kết ion là liên kết được tạo thành, là liên kết ion là liên kết được tạo thành do lực hút tĩnh điện của ion mang điện tích trái dấu, là chọn câu A. Xem câu 96. Cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị bằng, thì cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị bằng số liên kết, mà số liên kết chính là gì, số cặp E trong chung ở mỗi nguyên tử, số cặp E trong chung của nguyên tử đó với nguyên tử khác, chọn câu của đời. Câu 97, ion R2 trừ có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 2B6, vậy liên kết nguyên tử R của hydro thuộc là liên kết gì, thì em biết là R mà 2 trừ thì trở về nguyên tố R sẽ gì, lấy R 2 trừ thì mình loại ra 2E, thì cấu hình của nó là 1S2 H2 2B4, thì Z nó bằng 8, chính là oxy, mà oxy mà đi với hydro tức là H2O, mà H2O thì là một liên kết cộng hóa trị có cực, chúng ta chọn câu của A. Câu 98, hợp chất trong phân tử có liên kết ion, thì liên kết ion thường các em sẽ hình dung là gì, là một kim loại nó đi với một phi kim. Ở đây thì em thấy câu B, câu C, câu D là toàn là các hai phi kim để đi với nhau, chỉ có câu A là cái kim loại đi với phi kim mà thôi. Vậy chúng ta chọn câu A. Câu 99, chu kỳ là tập hợp nguyên tố mà nguyên tử có cùng, thì ở đây em thấy là gì, chu kỳ là tập hợp nguyên tố có cùng số lớp E, chúng ta chọn câu B. Câu 100, Bao Linh quy ước lấy độ ổn định của nguyên tố nào để xác định độ ổn định tương đối của nguyên tố khác, thì Bao Linh quy ước lấy độ ổn định của clo là độ ổn định lớn nhất, rồi sau đó xác định độ ổn định tương đối nguyên tố khác, ta chọn câu của C. Vậy thì qua 4 clip
thầy đã hướng dẫn xong 100 câu trắc nghiệm trong đề cương khóa 10 học kỳ 1. Thì hy vọng là các em làm được bài để chuẩn bị kỳ thi. Chúc các em thi tốt. Xin chào các em.